Rồi, mình chào anh em ha. Thì bữa nay mình làm clip mình sẽ nói về mấy cái vấn đề. Anh em quay vòng vòng hỏi về cái vấn đề mà con gà nó lông để đằng đủ. Và hôm trước thì mình nói là con gà nó hai lông. Thì bây giờ lông đã con gà mình lông đã gần đủ rồi ha. Thì mình sẽ làm mình cần cái gì? Thì trong cái quá trình thải lông á, đầu tiên là con gà từ lúc bắn lông tới lúc mà thải lông gần đủ á, ăn uống đầy đủ là trong vòng gần 3 tháng là con gà nó sẽ đạt 80% lông trở lên nha, nó rất là lâu chứ không phải giỡn nè. Thì cái lúc quá trình đầu thì con gà mình nó sẽ hiện tượng nó sẽ bị gót, nó về nhát là nó đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cỡ từ tầm mình nuôi hai lông nó cỡ 70% trở lên thì là con gà mình nó sẽ cự lộn lại và nó bớt nhát lại ha, 70% lông. Thì anh em hỏi mình lúc con gà mà gần đủ lông rồi mình có vô ngoại được không, à, vô ngoại chân vô ngoại mặt được không, anh em hỏi TikTok thì nó anh em vô ngoại bình thường, vô ngoại chân được, ngoại mặt được, nhưng ngoại mặt không nên vô thường xuyên nha. Tại vì sao? Tại vì mình vô cái ảnh hưởng cái con hư con gà nhiều, là giác mạc con gà đủ hết ha, mình hạn chế vô ngoại mặt. Vô ngay mặt mình nói với nó không ít lợi gì trên á. Có cái là gà giờ khi là mùa trời lạnh và mưa đó, cái mọng hơi tím thì quét cái mọng gà, quét cái mặt con gà, nói chung không có được gì hết nha. Thường anh em nghĩ là cái quét cái mọng con gà, cái quét cái mặt con gà mà hơi tái tái đó, quét cho nó đỏ lên thôi, thật sự nó cũng bình thường, nó không gì hết, nó không có đỏ được đâu. Mình quét là giúp cho con gà mình máu huyết nó sẽ được lưu thông và nó sát khuẩn cái mặt con gà mình, nó bị lát thôi, chứ vô ngay mặt hình như là mình thấy nó không có tích lợi gì hết nha nè. Như cái mọng gà tím trời lạnh trời mưa tím thì mình cứ quét ngại cho cái mọng nó sẽ đỏ lại bình thường ha, cái đó thì nó không sao. Mà vô ngay mặt thì anh em đừng vô ngay mũi nha, ngại với rượu ra hay là ok rồi, còn ngại ngâm gì đó cũng quét được hết bình thường không sao hết, nhưng mà né mắt nó ra giùm nha. Còn vô chân con gà thì nói chung cũng rất là bình thường, tại lúc này cơ thể con gà nó đã hoàn thiện nó hết rồi, nó bớt hết, nó không còn bị tình trạng vậy. Cái quá trình đầu tiên thay lông là con gà nó sẽ lúc mà hiện tượng bắn lông, hiện tượng bắn lông thì nó sẽ bị rim mình, nó thốn mình, lúc đó nó lông lông nó ở trong nó sẽ đẩy cái hút đẩy cái lông già ra, nó bắn ra thì lúc đó con gà sẽ bị rim mình. Nhiều con gà này bắt là nó la và nó tự động, nó không cứ lộn rồi tự động nó sổ nó chạy rồi búa xô hết cái chuyện đó, nhưng mà mình nuôi từ giá tầm 70% lông trở lên là con gà nó sẽ trở lại quá trình bình thường, cự lộn lại ha, nó cự lộn bình thường ha, đó, đầy đủ hết. Mình sổ từ từ cũng được, sổ nhưng đừng sổ nhiều, sổ vừa thôi, nhấp nhấp nó lại từ từ vậy thì con gà nó sẽ lào gà lại bình thường, nó sẽ tốt lại, vô ngại được bình thường đó. Mình ôm con gà nó cũng bình thường, là nó không có nhát không có la nữa, tại vì lúc ra lông á mình anh em ôm này nọ cái mình đè vô mấy cọng chân lông đó, nó thốn nó la ha. Cái quá trình đó thì mình nên né vô ngại. Còn mà 70% là 2 tháng mấy á thì là mình đã vô ngoại đầy đủ, đạt được được bình thường nha. Còn như vô mặt gà, như mặt gà cũng không cần thiết vô, nên chỉ là vô mồng quét cho nó nóng máu huyết lưu thông là cái nó không tím mồng thôi, chứ nó không có gì hết. Đừng cũng hạn chế vô mồng, vô cũng chọn hạn chế vô mặt nha, nó không có gì tốt cho nên em quét cái mặt gà nó mày cho nó đỏ vô chứ không phải đâu. Quét mặt đầu con gà, thì khi là những con gà mà bị tan cựa thì mình nó mới quét nha, còn bình thường khỏi quét cũng được, nó không ít lợi gì hết, chỉ quét cái mồng là vừa rồi. Còn chân con gà thì mình quét cũng bình thường, ở từng vô 2-3 lần lần vậy đó, mình xuyên thì mình vô hoài 2-3 lần từng, còn mình làm biết thì từng mình vô 1 lần 2 lần thôi. Vô ngã chiếu là cho con gà nó thấy chân nó sạch nó đẹp và nó ít bị nấm dẫy hơn con gà, nhưng không gà không không vô ngại ha, không vô ngại. Thường gà chân cẳng con gà nhìn nó không có hồn, anh em mà vô ngại cái anh em nhìn con gà này nó hồn liền à, nó thấy nó sắc sảo lên thì chứ không không gì hết trơn. Chứ vô ngại mà để con ghép con gà đó hay với sự nó không phải vô ngại, nó giờ là tốt gì phần nào thôi, chứ sự vô ngại mà thường ngày vô ngại hoài con gà nó đâu tốt, nên nó vô ngại về lần gà đó hay chứ không phải. Nó giúp gân cốt con gà nó săn chắc rồi, chân cẳng con gà nó rút mỡ vậy thôi, giờ nó cứng cáp chân con gà vậy nó bóng đẹp hơn, nó sạch sẽ hơn, nhìn con gà nó quay phong hơn thôi, chứ sự ra vô nghệ là giúp con gà đó hay là không phải. Con gà đó hay dở là do con gà ăn uống cũng như trời lạnh, thời tiết lạnh mưa
thì cũng chân con gà nó sẽ lạnh. Thì thường trời lạnh quá, chân mưa thì anh em thấy con gà chân nó hơi tím, thì mình quét ngại vô là máu huyết sẽ lưu thông, thì chân con gà nó sẽ trở lại bình thường, chế độ bình thường lại nha. Cái chế độ mà chân cái khớp mà chân bị tím tím nên mình không thấy đế lắm. Trời mưa dầm mưa về trời lạnh nên em nhìn chân con gà nó không có cái đường mà mấy cái đường biên rồi đó, mấy cái đường chỉ đó nó ưa bị tím tím đó. Là trời lạnh quá đó, máu huyết nó không lưu thông, nó với cái chân con gà với cái thứ hai là cái mồng con gà ưa bị tím tím á, mình quét ngại là nó hết, nó nóng là bình thường đó. Thì con gà tầm tầm 2 tháng mấy là mình 2 tháng mấy lông nó đã đầy đủ là mình vô ngoại được tốt rồi. Còn con gà mà anh em nói cái hỏi là sổ à, mình sổ gà hay tới quá mình có cho ăn không, thì chữ ra là không cho ăn anh em. Lỡ con gà mà nó ăn cái bầu rượu như sáng mà ăn đi, cái chứ trưa mình sổ thì bầu rượu lúc đó nó cũng chưa tiêu hết, nó vẫn còn thì khỏi cho ăn luôn cũng được. Tại vì mà anh em sổ tới á, cái nhất là nó không được tốt gì trên á, cái nhất là do con gà anh em bị viêm cơ đứng nó rút, tại vì cơ bắp nó không sổ dập nó hay viêm, kêu viêm cơ đó, nó đứng nó rút hình. Và cái hai nữa là con cơ con gà bị căng cơ nó sẽ bị gì, anh em cầm con gà cứng ngắc luôn, cái lượng cứng ngắc à, cái đùi nó cứng ngắc vậy đó. Nó căng cơ bắp nó ra nó cứng con gà luôn, y như hiện tượng phì trong sự không phải, nó cứng ngắc với mình con gà mình sổ tới quá cái căng cơ nó cứng ngắc à. Phải 2 3 ngày sau con gà nó mới trở lại cái chế độ cơ nó bình thường. Vậy mình sổ nhiều viêm cơ với con gà nó quải đó, cơ bắp nó không hoạt động nó lâu quá nên sổ tới quá cái viêm cơ cái con gà nó hay rút, cái nó còn ảnh hưởng tới cái đường ruột con gà nó hấp chậm tiêu thì mình không có cho ăn nhiều. Cũng như sáng mà lỡ cho ăn rồi sổ rồi á thì mình nói với anh em ra tiệm thuốc, tại lúc nào cũng có nuôi gà, cũng có cái hũ xe cam nè, nó rất là tốt luôn. Mình sổ gà hay tới á, cái anh em cho nó uống nửa viên, bẻ nửa viên bỏ vô miệng nó khỏi ngâm nước, bẻ nửa viên bỏ vô miệng đó, gà che hiện gốc tư gà nồi nửa viên, anh em sổ xong cái anh em đã vô đi, nó sẽ giúp cho con gà mình nó vitamin về cơ bắp nhiều, khoáng nhiều thì nó sẽ giúp cho cơ bắp con gà mình nó không có quể quải, bớt quể quải lại, và cái con gà mình nó sẽ cũng tốt về cái đường ruột, nó cũng tốt rất là tốt về cái đường ruột con gà mình. Nó là mình sổ nó hơi nhiều cái nên cho nó uống gì đi là nó cũng mau giúp cho con gà mình tiêu hóa mau nè, cơ thể con gà nó không bị viêm, nó sẽ phục hồi được, nó khoáng cơ bắp trong vitamin trong đây nó nhiều thì nó sẽ phục hồi cơ bắp cho con gà mình đó, nó sẽ tốt hơn. Và một cái hàng ngày nè nó cũng tốt là gì, mỗi lần thấy con gà mà hơi bệnh bất cứ bệnh gì cũng vậy, anh em bẻ nửa viên vô miệng nó đi rồi anh em phải chích thuốc nha, hãy chích thuốc bệnh đó thì con gà mình nó mau hồi phục hơn và nó sẽ giúp cho đường ruột con gà mình nó tiêu hóa tốt. Tại con gà nó bệnh nó yếu, cơ thể nó yếu nó đâu có tiêu, anh em nó chậm tiêu thì mình phải giúp cho nó cái này nè, mình bỏ vô cho nó, nhưng trong trong đây nó cũng là vitamin C thì nó sẽ tăng sức đề kháng con gà mình lên, và mình chích thuốc những cái hơi thuốc gì mình chích cũng được hết, nó sẽ tốt cho con gà mình về nhiều mặt, phải có cái hàng này nè. Cũng như mình trên đây mình chia sẻ clip á, rồi tôi chia sẻ thuốc này thuốc kia chích, cái cũng có nhiều anh không biết có bằng thú y không biết, mấy bằng dược sĩ gì không biết, mấy anh vô mình luận anh em khịa anh em nói bài biết cái thành phần nó thuốc gì mà chích với thuốc gì, mình hiểu cho anh em mình dốt thiệt, nhưng mà mình chích thuốc cho con gà mình sử dụng con gà mình đều biết hết, giúp cho con gà nó hết. Còn anh em học học hành mình nói anh em học hành như là cá kho, anh em nhớ cái câu này nè nha, mấy anh em mà ưa mà đọc cái những cái thành phần trong cái thuốc này nọ đó kết hợp chích rồi gà bệnh rồi đó, uống thuốc gì anh em vô đó là thuốc đó đó gì đó, cái kết hợp thuốc thành phần gì mà chích vô không pha vô không đủ thứ, học hành như nồi cá kho anh em nhớ nha. Tiếng gà nói câu này nhớ nè, học hành như nồi cá kho ha, kho nhiều thì khác, học nhiều thì ngu, anh em nên nhớ đừng bao giờ suy nghĩ là cái hút đó hút gì, anh em mình nói anh em lý thuyết nó khác cảnh nó khác, tôi chia sẻ hút cho anh em sử dụng pha hút gì chích đưa vô con gà và uống cái gì nó đều hết. Tôi nuôi gà nó thiệt cho nên tôi không có sợ con gà bị đai đâu, thuốc gì tôi cũng trị được hết, tôi pha vô chích được con gà tôi điều trị kết hợp hút tây và hút thuốc y luôn chung vô hết luôn,
và những cái hút nam luôn. Có anh em vô anh em hỏi mình là cái hút đó hút gì, biết cái thằng đó hút gì không mà phải thằng đó. Tôi hứa với anh, đây là tôi chơi hút hút này, hút tay nè, hút trên đây cũng hút tay nè, tôi chích lycopene nè, doxy gì đó là cũng đều hút y. Nhưng mà tôi làm con gà hết, tôi chia sẻ cho anh em chị gà em hết. Còn nhiều anh dược sĩ hút y anh em hay lắm, anh em nhảy vô anh em khịa, anh em nói là hút hút với hành bằng gì phần gì mà pha vô chích gì đó. Tôi đâu có cần, tôi chia sẻ cho anh em, nói chung tôi chia sẻ hẳn cho anh em luôn nè, tôi chia sẻ cho anh em mua anh em tự chích, còn không có em kêu tôi mua giùm tôi gửi vô cho anh em. Còn cái hành phần chích gì đó, tôi không có cần đọc cái đó, tại vì trong những cái là hút chích đó, cho gà hút nước đều pha được hết nha, đều pha được hết, chỉ có hút bột là không được pha thôi nhớ nha, đều kết hợp chút chích chung vô được hết. Tôi pha làm sao không biết, miễn tôi chích cho con gà nó hết bệnh thì tôi chia sẻ cho anh em. Còn anh em mà hút y, anh em dược sĩ gì đó, anh em bay vô thì anh em đi khịa người khác được, khịa tôi nha, cái hút gì tôi cũng xài được hết. Tôi mua hút tôi chích cho gà, chưa bao giờ tôi thiệt cho anh em, chưa bao giờ tôi đọc cái thành phần đó là cái thành phần của mẹ vậy hết. Cái hút đó, tôi chưa bao giờ đọc cái thành phần trong cái hút đó cái thành phần gì hết luôn. Tôi thấy cái hút đó tôi hút rồi, cái đó cái miếng đó tôi pha được chích, tôi chưa bao giờ đó. Còn như cái hàng xe cam này có hút y nào mà chỉ cho anh em đi ra tiệm hút y á, anh em đi ra ngoài không có ai mà chỉ cho anh em cái chi hút xe cam này chỉ vô con gà cái được cái gì tốt việc gì không hả, tốt việc cái gì không không. Đó gà không tiêu tôi bán mang tiêu hóa cho anh em, mang tiêu hóa nó thì chỉ giúp cho con gà da cầy da súc thôi chứ không có da cầm, nó không có tốt tốt gì da da súc nha. Còn anh em nhảy vô anh em khịa mẹ không tiêu hút tiêu cái tôi chỗ mang tiêu hóa thì cũng có nhiều anh hay lắm, chị gà mang tiêu hóa không hay lắm, con này cũng hết tới giờ không hết, cái gà chúng mang tiêu hóa chừng 5 6 ngày cái điện tôi họ uống gì đó dũng mang tiêu hóa hết trơn, bữa nay nó không tiêu đứng rồi uống uống cái gì mà cho nó tiêu nó không tiêu nó cũng điện tôi rồi. Là những anh em nó toàn là vô khịa tôi không, mà tôi cũng vẫn chỉ bình thường giúp cho anh em hết cho con gà bệnh chỉ hết, chứ không chỉ mỗi một cái hút gì tôi đều trải qua hết, tôi đều biết cái thành phần là cái gì nhưng mà không bao giờ tôi đọc, không bao giờ. Nhiều khi hai cây hút đó có một hãng với nhau luôn, nó cũng giống hệt với nhau mà khác cái hãng thôi, mà tôi vẫn phải hai thứ đó lại tôi chích con gà, tôi không xài một thứ đó là đủ rồi đó, nhưng mà không, tôi phải xài thêm một cây kia, nó cũng thành phần giống nhau thôi, nó cũng khác cái tên thôi, khác cái tên thuốc thôi, nhưng mà cái thành phần trong đó nó giống nhau đúng không, nhưng mà tôi vẫn pha lại chích, thiếu cái đó không được. Cũng như anh em bán phở vậy, tôi vẫn bán phở nhưng mà trong đó cũng có thịt bò củ hành đầy đủ, nhưng mà khác cái người nêm đúng không. Đó là chỉ cách trị bệnh của tôi là không có giống ai hết. Trời ơi, nhiều anh em vô anh em thú y anh dược sĩ gì đó không biết, anh em bán thuốc gì đó, anh em vô khịa thuốc thuốc về vô pha với nhau chích chung gà, thì với anh em tôi pha thuốc đá cho anh em được luôn nè, tôi pha thuốc nuôi cho anh em được luôn, thuốc nuôi anh em có cái gì tôi pha được hết nhớ nha, đều chích lên con gà nuôi cho con gà sung đá bo lực cho anh em đầy đủ luôn, cái gì mình cũng pha được hết, mình cũng làm được hết, và cái thành phần của nó là cái gì tôi không cần thiết, anh em nhớ nha, tôi không cần thiết trong đó. Đó giờ tôi chỉ hút cho anh em như lycopene, doxycycline, hút khò, hút chì tan, bọng gì, tôi chưa bao giờ đọc trong đó, tôi biết cái thành phần gì mẹ trong đó vậy, bây giờ tôi biết tiếng Anh nhưng mà tôi đọc làm gì, tôi biết cái trong đó có cái thành phần gì đâu mà tôi pha, tôi đọc làm gì, tôi pha, tôi hít rồi tôi lấy cái chai tôi pha miếng đó mà chích, tôi chỉ con gà hết. Tôi kết hợp hút tây hút nam đủ thứ hết mà con gà đều hết, nó đều khỏe. Còn anh em học cao quá, anh em vô anh em khịa người ta, anh em khịa tôi chia sẻ hút đi hút kia, anh em lầm rồi nha. Học hành như nào có kho nha, kho nhiều khác học nhiều thì ngu, cái gì nó đường đời nó khác chứ không phải là lý thuyết nữa nha, nó không giống nhau. Mấy anh em đừng có vô mà anh em nói hút này hút kia biết thành phần gì thì chứ tôi chưa bao giờ đọc cái thành phần gì, tôi biết tiếng Anh đâu mà đọc, nội trong cái xe cam tôi chưa bao giờ đọc hết, là trong cái xe cam này nó có cái thành phần gì ở đây nữa, tôi chỉ biết là nó là nó giúp cho con gà mau tiêu hóa nè, nó tôi biết nó có bên C nè giúp cho con gà, để cho con gà nó cơ bắp nó hoạt động phát triển tốt thôi, rồi tăng sức đề kháng nè, và mang nó trong đây nó giúp cho con gà mau tiêu hóa, đây trong đây nó C chất C chất chua nó giúp cho con gà mau tiêu hóa đó, tôi nói với anh em tự hiểu chưa, tôi không cần biết trong đây có cái gì hết thành phần gì hết, tôi chỉ biết cái thành phần nó như vậy thôi, tác dụng lên con gà gì hay gì vậy thôi à, tôi biết gì đâu.
Còn như những cây hút bệnh đó, tôi không biết gì hết luôn. Còn anh em nói là tôi bán hút gì cho gỗ, anh em biết hút nó hút gì không, biết hút đó cái thành phần gì không mà nuôi nuôi, nuôi con gà đủ thứ vậy. Tôi không cần biết. Tôi uống, tôi bán thuốc gì đó, thuốc tôi cho gỗ là tôi thấy nó sung, nó phát triển cơ bắp, nó nở con gà, cái đá bộ lớn, chân trụ nó tốt, thì tôi nuôi hoài vậy đó, tôi vẫn bán bình thường vậy đó. Tôi chỉ bệnh cũng y chang vậy đó, tôi thấy con gà tôi chích vậy tôi hết, thì tôi mua thuốc tôi chích hoài, tôi đâu có biết cái thành phần là cái gì. Nghe này dễ, mấy anh dược sĩ, mấy anh thú y á, mấy anh hay quá, hở cái này hở bán thuốc mà chị bệnh gà có bằng cấp không mà vô chỉ. Tôi không có bằng gì trên á, tôi không có biết cái gì trong cái hút con gà luôn nữa, nó bằng gì chỉ đại gì đó. Nhưng mà chị gà hết bệnh vậy thôi, tôi chỉ biết vậy thôi à, tôi biết thực tế, tôi biết lý thuyết, học hành cho nhiều vô để có đầu ngủ đi, đừng vô khịa ai hết. Hỏi hút nô hút gì, biết thành phần không, biết làm gì hả, biết làm gì rồi chị bệnh gà biết bằng gì, biết hút làm gì, biết thành phần làm gì mà tôi làm được mới hay đó. Tôi đâu có cần đọc đâu, tôi đâu cần học, trong đây có nè, trong đầu mình có nè, trong đầu mình có hết. Chứ anh em khỏi vô nó tôi chia sẻ hút đó, hút đó hút cái thành phần gì, biết thành phần gì, thành phần gì, và tôi ghét cái câu đó nhất á, mấy cái anh em tôi không biết thành phần gì chứ anh. Tôi biết cái chị bệnh gà hết rồi xong rồi. Còn anh em học cao quá, anh em vô là hút đó, hút gì, thành phần gì đúng không? Tôi không cần thiết nha, tôi nói thiệt, tôi không cần thiết. Tôi nuôi gà thì đó giờ chưa có ai mà dạy tôi, cho tôi nói thiệt luôn, chưa có ai dạy tôi nuôi gà đó, tôi nói thiệt với anh em á, lúc mà mười hai mấy tuổi luôn, mười hai mấy tuổi luôn tôi nuôi gà không có sống, nó bệnh nhẹ tôi thấy nó đai, tôi đi hỏi như này kia nó mặt nó bơ không mà. Chú hút y mua thuốc về chích với con gà nó, anh em nó hư cái ức luôn. Rồi tôi tại sao biết hư không, tại vì tôi chích nó quá nhiều, rồi tôi coi con gà bị hư hơn con tôi mới biết. Tôi có kinh nghiệm. À, tôi chích con gà áp xe thì tôi biết tại sao hút mới chích bị áp xe, tại cũng hàng này kia nó chỉ hút chích nên cái mũi kim vậy vậy đó, rồi dai mình cũng không biết. Hút thực sự ra hút toàn là chích bắp mà không hút là chích da nè, chích thẳng cơ bắp thôi, còn chích da thì tùy theo con, thì tùy theo con đó. Với con gà chích da, cái da con gà là cái một cái lớp màng mỡ, nên chích lớp da là con gà áp xe liền, chích thẳng vô cơ đó. Tôi từ từ vậy thôi, thời tôi chạy tôi gà, tôi nuôi gà hai con không được, nuôi có con à, không bày gà sống với năm con gà nhiều khi nó không sống đó, không có ai dạy đâu, tôi cũng làm được hết, tự tôi mò mẫm, tôi mua thuốc hoài chứ tôi thấy ghét quá. Tôi mua thuốc đó, tôi coi cái đó đó thuốc đó đó đó, tôi hỏi khỉ người ta cái, tôi hỏi nhẹ cái đời là chảy. Mua thuốc đó đó về tôi pha, tự tôi pha, tôi chích, tôi trị bệnh gà từ từ, tự tôi dạy nè, tự tôi học luôn. Tôi đâu có bằng bác sĩ thú y trong đây, bằng kiến trúc sư gì lộn, bằng kỹ sư dược sĩ gì đấy, tôi không có càng cái đó. Tôi cần là chữa, tôi trị bệnh cho gà được, tôi nuôi con gà đá bò lớn tốt, gà không chết. Vậy thôi, mừng tôi chia sẻ cho anh em thôi ha, mốt anh em phải quay dược sĩ đừng vô khịa nha, mình học cao quá nha.